Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Nhịp Sống Phố Núi. Cảm ơn các bạn đồng hành với kênh trong suốt thời gian vừa qua. Và trong đêm ngày hôm nay, ngày 9 tháng 3, sáng rạng sáng ngày 10 tháng 3 năm 2020, chúng ta sẽ có cơ hội cùng chiêm ngưỡng siêu trăng đẹp vào đêm ngày hôm nay và rạng ngày 10 tháng 3. Người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng siêu trăng lần thứ hai của năm nay. Đây là thời điểm mặt trăng gần với trái đất nhất nên trông sẽ to và sáng hơn bình thường. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu siêu trăng là gì? Được coi là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất, mặt trăng di chuyển quanh trái đất theo một quỹ đạo hình elip. Khi mặt trăng di chuyển tới vị trí có khoảng cách gần với trái đất nhất, gọi là điểm cận địa, kích thước mặt trăng khi nhìn từ trái đất sẽ lớn hơn. Đặc biệt khi mặt trời, trái đất và mặt trăng xếp thẳng hàng cùng thời điểm, mặt trăng ở điểm cận địa, mặt trăng sẽ sáng và có kích thước lớn hơn nhiều khi chúng ta nhìn từ trái đất. Đây được gọi là hiện tượng siêu trăng hay siêu mặt trăng. Lúc này mặt trăng sẽ sáng hơn 30% và có kích thước lớn hơn 14% so với lúc mặt trăng ở tại vị trí có khoảng cách xa nhất với trái đất đến quỹ đạo. Thời điểm diễn ra siêu trăng: trong một năm, siêu trăng có thể xuất hiện vài lần. Trong năm 2020 này sẽ có 4 lần siêu trăng xuất hiện. Lần đầu diễn ra vào ngày 9 tháng 2. Lần thứ hai sẽ xuất hiện vào đêm thứ hai, rạng sáng thứ ba tuần này, vào đêm ngày hôm nay, ngày 9 tháng 3. Trong lần xuất hiện thứ hai, mặt trăng sẽ đạt kích thước lớn nhất vào lúc 0 giờ 48 phút ngày 10 tháng 3. Siêu trăng lần thứ ba sẽ xuất hiện vào ngày 8 tháng 4 và siêu trăng cuối cùng của năm 2020 xuất hiện vào ngày 7 tháng 5. Trước đó vào cuối năm 2016, chúng ta đã được chứng kiến 3 siêu trăng liên tiếp vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Trong đó, siêu trăng tháng 11, ngày 14 tháng 11 nhận được nhiều sự chú ý nhất. Mặt trăng tại thời điểm cận địa, khi đó cách trái đất khoảng 356.508 km, khiến nó trở thành trăng tròn gần với trái đất nhất trong gần 70 năm kể từ lần siêu trăng ngày 26 tháng 1 năm 1948. Trước đó nữa, siêu trăng xảy ra vào tháng 1 năm 1912, thậm chí còn gần trái đất hơn siêu trăng tháng 10 năm 2016, khoảng 100 km. Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam cho biết, đêm ngày 9 rạng sáng ngày 10 tháng 3, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng siêu trăng. Theo ông Sơn, ở Hà Nội hiện tại thời tiết khá thuận lợi để quan sát siêu trăng. Hiện tượng siêu trăng về bản chất là hiện tượng dễ quan sát, không quá khác biệt về quang học. Bởi vậy, ở bất cứ vị trí nào, nhìn lên bầu trời diện rộng đều quan sát được. Kích thước mặt trăng trông sẽ lớn hơn bình thường khoảng 10%. Thông thường, siêu trăng xuất hiện một hoặc hai lần trong năm, nhưng cũng có năm không có hiện tượng siêu trăng nào, ông Sơn nói. Như vậy vào đêm ngày hôm nay, ngày 9, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng hiện tượng siêu trăng đẹp khi nhìn lên bầu trời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký, nhấn chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.